Vâng, các thôi hơi thân mến, ai sắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho đời bạn trẻ gặp nhau, thí yêu tiên từ khúc hát ban đầu, tiên đón thí về trong bài ca hạnh phúc. Vâng, và sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đứng dậy, nhìn ra phía ngoài cổng và dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón cặp đôi đương đẹp tuyệt vời nhất trong ngày vui hôm nay. Vâng, các thôi hơi thân mến, câu hát trăm năm vẫn đợi chờ, hôm nay ngày cưới đẹp như mơ. Xanh long tường, mảnh đất Quảng Bình rất trẻ thơ và đã bao ngày tình yêu mong đợi, đến nay tổ chức lễ thành hôn. Và thưa quý vị các bạn, hãy giơ lên những tràng pháo tay rất lớn để chúc mừng cho đôi trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, quý thôi hơi thân mến, chiều nay thì ăn thật là cay, mà dù nhạn dù mặt dù cay dù nồng, dù cho quý vị và các bạn những ai chưa nên vợ nên chồng, nhưng ăn một miếng sẽ phải nồng tương tư. Vâng, và sau đây xin mời hai vị đại diện của hai bên gia đình hãy bắt tay nhau để kết chặt tình chúng ta, và xin mời đoàn đại diện của nhà trai sẽ trao đấy cho nhà gái, và xin quý vị hãy nở lên những tràng pháo tay thật lớn giá đường họ. Vâng, khi thôi hơi thân mến, đến tình yêu sẽ không bao giờ tắt, đến tình yêu sẽ đẹp mãi không tàn. Mua cầu chọn nấy buồn sai, mua trầu chọn nấy trăm hai lá vàng, sinh con thì bởi mẹ cha, dâu hiền dạy thảo ta cùng chung vui. Vâng, xin quên ngọn nến của tình yêu của hai bên gia đình, và xin mời hai bác hãy trở về vị trí của mình. Khi thôi hơi thân mến, anh Hiếu đã đi khắp vùng trời với đất và gặp được chị Quỳnh Liên, người con gái duy nhất anh yêu. Tình yêu của anh chị dành cho nhau là rất nhiều, nhưng trong hôn ước tình yêu thì đó vẫn chưa phải là được đầy đủ tất cả. Vâng, và để tất cả tình yêu của anh chị sẽ mãi dành cho nhau kể từ nay đến suốt đời, thì xin mời anh chị hãy ký vào bản hôn ước của nhà cưới để làm bằng chứng cho tình yêu của anh chị trong ngày hôm nay. Xin sự hiện diện của quan viên hai bên đình. Vâng, và sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, các chị và các bạn thân mến, mùa đông là mùa của tình yêu, mùa đông là mùa của bao điều ước mơ, mùa đông thiếu đời yên chờ và mùa đông hạnh phúc bây giờ là đây. Tình yêu là của muôn đời, hai người cao quý duyên trời gặp nhau, thỏa lòng mong đời trước sau, trai tài sánh với gái ngoan thảo hiền, thế mới biết là nhân duyên kỳ định cho nhân hạnh phúc muôn đời. Là con trai ai cũng ước được một lần làm chú rể, là con gái ai cũng ước được khoác trên mình chiếc áo cô dâu. Và niềm hạnh phúc ấy đã đến với đôi bạn trẻ Đức Hiếu và Quỳnh Liên của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin phép được trịnh trọng công bố chương trình ca nhạc chúc mừng hạnh phúc cho năm đôi bạn trẻ tới đây, xin phép được bắt đầu. Vâng, kính thưa thân mến, để bắt đầu chương trình ca nhạc chúc mừng hạnh phúc cho năm của đôi bạn trẻ Từ Dì và Ngọc Bích ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy hướng về sân khấu để lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Loan đến từ trung tâm tổ chức sự kiện ban nhạc cưới Ngọc Hải Studio. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chị Mỹ Loan. Làm tim em rung động, hãy trả lời em để người không quên biết ai. Và lâu anh đi theo em, cho em thấy cơ hội từ sân bước bên em. Let's go. Vâng, quý thôi hơi thân mến, ai sinh ra quả ngọt cho mọi cánh ong vàng, ai sinh ra hương giang đẹp thế cho lòng anh dị tình xôn xao. Mà yêu thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Mà màu gà thì phải để cho chị hương giang cái đuôi, mà màu nợ thì phải để cho anh dị tình cái đuôi cái bóng giò. Mà qua sông ta phải đi đò, muốn cho hạnh phúc thì phải nghe lời dặn dò của mẹ cha. Vâng, quý thôi hơi thân mến,
bao nhiêu năm tháng đợi chờ, nửa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây. Ông tơ não nguyệt xe dây, nguyện thề trời đất ta cùng có nhau, dù cho bãi cát nương dâu, kết duyên mong phượng thắm sâu ân tình. Vâng, và sau đây xin mời cô dâng dậy hãy cùng cầm tay nhau và cùng nhau cắt chiếc bánh cưới của mình để cùng chia ngọt sẻ bùi những ngày tháng hạnh phúc đang hướng tới trong tương lai. We'll be right back.